Đây các bác nhìn là về hàng BF Audio 376 đây, cộng các bác nhìn chưa? Và các bác nhìn hàng đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Có cả đời vì xanh tím. Đây các bác nhìn nha. Và này, tất cả hàng của bên em các bác nhìn này, về đã được ngoài là vệ sinh sạch sẽ, phơi nắng cho các bác, đảm bảo cho các bác về cả kỹ thuật và cả độ sạch sẽ. Bởi vì các bác biết thừa là những cái linh kiện như thế này đấy, khi mà bị những cái con côn trùng nó bay vào và nó gọi là nó bám vào đây đấy, thì nó rất là dễ bị lỗi đấy, sản phẩm. Thì là bên em đã tiến hành vệ sinh sạch sẽ và gọi là phơi lắng cho các bác để đảm bảo độ an toàn. Đấy, các bác nhìn chưa, quá trời BF Audio luôn, toàn hàng xịn thôi nhá. Bác nào hỏi hàng này có xịn không thì trả lời các bác luôn, này nó quá xịn rồi. Đây, toàn AKM này. Đấy, các bác nhìn chưa, đấy các bác nhìn chất chưa, đấy không chê vào đâu được luôn. Đấy, đời vỉ còn là đời vỉ của X6 cơ. Đấy, các bác nhìn chưa, chất chưa, nhưng mà nó là dòng X3. Đấy, nó là dòng mà xuất sắc nhất, đẹp nhất của cái dòng B của dòng X luôn. Nó về BF Audio thì nó là dòng đỉnh nhất của X rồi, các bác nhìn chưa. Đấy, toàn BF Audio dòng này thì nó thật các bác, nó đỉnh nhất của dòng X rồi, chẳng qua là không có số lượng nhiều để mà mua thôi. Thì bên em đang bán cho các bác giá là 1.800.000 một cây, có cả điều khiển đó nhá. 1.800.000 một cây, bao ship cho anh em và có điều khiển đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, 1.800.000 một cây. Đấy, các bác nhìn chưa, quá trời là BFPO rồi dòng X5 hai nguồn. Đây, có cả là VLAN này. Đấy, VLAN đấy nhá. VLAN cũng bằng giá hết, cũng bằng giá với cái dòng thông thường hết. Đấy các bác nhá. Đấy, các nhìn chưa? Đấy, vàng X này, X5 hai nguồn, X5 một nguồn cũng có luôn. Đấy, bên em là chuyên cung cấp tất cả các dòng vàng. Đấy, chuyên tất cả các dòng vàng từ bình dân cho đến cao cấp. Đấy, mình nhìn vàng số lượng rất là nhiều, nên bên em mua giá rất là tốt. Và bên em mà giá mà còn không tốt được nữa thì chắc chắn bên khác không tốt hơn được đâu. Còn nhá. Đấy, tập trung quá nhiều là thích phôi lắng cho các bác để cho đảm bảo an toàn. Trước khi về bên em phải vệ sinh sạch sẽ xong mà phơi lắng để đảm bảo các bác về sử dụng nó yên tâm hơn. Đấy, các sản phẩm đến tay các bác nó phải yên tâm. Còn tất nhiên đồ điện tử thì không lo chắc được điều gì, nhưng mà bên em phải làm hết sức có thể. Đấy, X5 hai nguồn thì giá là 2.050.000 một cây, bao ship tay điều khiển các bác nhá. Bao ship tay điều khiển, thời điểm này đang có giá tốt cho các bác luôn. Đấy, còn bác nào mà mua BF Audio này, bản thân nó là máy dòng máy của X3, nhưng mà BF thì nó là dòng cao cấp nhất trong cái dòng X rồi. Các bác nhìn chưa, là nó đẹp như thế này cơ mà. Nào, giá 1.800.000 một cây, bao ship tăng điều khiển các bác nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé.